Chào anh. Rồi. Chào anh. Ê, hôm nay không khách anh. Ờ, em nhăn đấy. Suốt ngày ngồi sướng thế. Sướng gì đâu. Muốn sướng cố gắng kiếm tiền đi. Ê, em mới đi kiếm tiền, có kiếm ra đâu, đi suốt. Chán lắm. Ừ. Nghĩ này, nói làm gì? Bây giờ là hành động luôn đi chứ còn gì nữa à? Anh nói cũng đúng đấy nhỉ, chắc em đi làm luôn này. Đi thôi, đi đâu rồi? Ơ, đi làm kiếm tiền là việc kiếm tiền đây. Ừ, biết thật là đi đi. Anh ở nhá. Đi. Ờ, em đi đây. Đi đi. Ây da. Ui, nhưng mà hôm nay hơi mệt anh ạ. Thôi, quay ra làm gì nữa? Định vào vay anh ít tiền, anh ít tiền, em vay ít. Em bảo cái gì? Vay tiền. Thôi, tân lệnh chú. Còn 20 ngày nữa là đến Tết rồi. Cái đầu mày ấy, không làm mà đòi có ăn, chỉ có ăn đầu người thôi.